Thưa quý vị, thời điểm năm học mới bắt đầu cũng là lúc công tác phát triển đảng trong học sinh sinh viên được các trường học địa phương quan tâm nhằm chăm lo tạo nguồn phát triển đảng viên mới bài bản, đúng quy trình và đảm bảo chất lượng. Theo thống kê của Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, mặc dù đã có nhiều nỗ lực, tuy nhiên việc kết nạp đảng viên trong sinh viên học sinh còn quá khiêm tốn so với số lượng sẵn có. Từ năm 2020 đến nay, trung bình mỗi năm có gần 120 sinh viên ưu tú được kết nạp đảng. Còn đối với học sinh thì trung bình chưa được 3 em một năm. Việc kết nạp đảng viên trong sinh viên học sinh những năm qua đạt tỷ lệ thấp, xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Nhiều em thì học rất là giỏi, nhưng mà tham gia các hoạt động thì không nổi trội và chưa có tính nêu gương trong học sinh. Thì chúng tôi cũng gặp khó khăn đó. Cho nên để tìm học sinh mà nó đáp ứng được các cái tiêu chí mà chúng tôi quy định đó, thì nó sẽ vướng. Cho nên là trong năm 2023 này chúng tôi cũng xem xét lại để chúng tôi có thể là coi lại cái tiêu chí mà cấp ủy đưa ra nó phù hợp với cái điều kiện thực tế của học sinh trường chúng tôi. Tuy nhiên bên cạnh những nguyên nhân khách quan, phải nhìn nhận cả những nguyên nhân chủ quan xuất phát từ chính nhận thức của đối tượng học sinh sinh viên hiện nay. Qua rà soát từ kênh thông tin của đoàn thanh niên tại cơ sở, một bộ phận không nhỏ học sinh sinh viên còn tâm lý e ngại, không thật sự muốn vào đảng. Hiện nay cái môi trường về kinh tế thị trường rất là nhiều và cơ hội học hỏi, giao lưu cũng như làm việc ở khắp mọi nơi, đặc biệt là môi trường quốc tế. Vì vậy là các bạn, rất nhiều bạn sinh viên có lo ngại tâm lý là có thể là đi du học, đi làm ở việc ở các tập đoàn quốc gia, đa quốc gia, quốc tế v.v. thì điều này nó có thể khi mà kết nạp đảng thì có thể gây khó khăn trong quá trình làm việc sau này. Nên nhiều bạn vẫn còn có tâm lý e ngại. Tại tọa đàm chuyên đề về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong học sinh sinh viên trên địa bàn thành phố đến năm 2025 và những năm tiếp theo được Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng tổ chức, nhiều địa phương cũng đã chỉ ra những khó khăn trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên là học sinh sinh viên. Việc phát hiện bồi dưỡng quần chúng chủ yếu là mới dừng ở cái việc rà soát, chọn lọc cái nguồn quần chúng nổi lên và khi mà đưa vào xem xét, đưa vào danh sách rồi là phân công, theo dõi, giúp đỡ thì nó cũng có những cái là cũng chưa được tập trung và cùng với những cái khó khăn về tiêu chuẩn như là các đơn vị cũng đã phát biểu. Do đó nên là nguồn thì cũng có đó, nhưng mà khi mà quá trình đào tạo rồi giúp đỡ bồi dưỡng để khi có các con số thực tế về cái phát triển đảng viên thì nó cũng chưa có được cái kết quả cuối cùng. Một số giải pháp đã được Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đưa ra, trong đó trọng tâm nhấn mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên nói chung và trong đối tượng học sinh sinh viên nói riêng là việc làm thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Vì vậy, cần chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong các cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tạo nguồn phát triển đảng viên để quần chúng, đoàn viên, hội viên có cái nhìn sâu sắc, tự hào về đảng và có động cơ đúng đắn, phấn đấu vào đảng. Đặc biệt, cần phân công, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng tổ chức đảng, đảng viên trong việc kèm cặp giúp đỡ học sinh sinh viên ưu tú để kết nạp vào đảng.